nhà Erlai. Bình thủy là một thiết bị rất quan trọng đối với gia đình. Hôm nay Erlai xin gửi tới tất cả quý vị và các bạn chiếc bình thủy Caso 2W660. Mọi người đến gần có thể tới gần cùng chiêm ngưỡng sản phẩm. Sản phẩm được thiết kế với màu sắc rất là trang nhã và lịch sự, màu đen kèm màu bạc. Thể tích của bình là 2,7 lít, đi kèm với đó là một lõi lọc. Màn hình hiển thị là màn hình LED. Chúng ta chạm tay, 3 giây màn hình sẽ hiển thị. Đầu tiên đó là chế độ pha sữa 40 độ C. Được cài đặt sẵn, mực nước chúng ta tự lựa chọn. Tiếp theo đó là nhiệt độ. Nhiệt độ được chỉnh từ 40 độ C đến 100 độ C. Mực nước điều chỉnh từ 100ml đến hết bình nước. Tiếp theo đó là chế độ tự làm sạch. Việc đơn giản chỉ là chỉnh nhiệt độ, lượng nước, sau đó ấn nút Start. Trong vòng từ 2 đến 3 giây, nước trong bình sẽ chảy ra. Quý vị có thể thấy, với những thao tác rất là đơn giản, chúng ta đã có ngay công nước với nhiệt độ và dung tích chúng ta mong muốn. Một sản phẩm rất là hữu dụng đúng không ạ? Còn chờ đợi gì nữa, quý vị hãy tới ngay Erlai để xin ngay sản phẩm này về nhé. Rất cảm ơn quý vị đã theo dõi. Hẹn gặp lại.